con vậy, giờ này còn ngủ à, ngủ miết rồi chưa chịu dậy nữa trời. Ông ơi, trời ơi, dậy đi, chứ trời, chứ trời, còn ngủ hoài vậy trời. Sao hả? Mắc cười ghê. Mắc cười ghê. Nè, 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 nè. Cái gì vậy? Trời ơi, đi thì hùng dũng lên đi, ông làm gì với ông đi, ông nổi vậy sao hả? Cái gì vậy da nữa? Bởi vậy tôi nghe bà nói xong cái tôi tiếc cho bà. Làm gì tiếc? Bà không nghe người ta hát hả? Mè mè cho em đôi mắt sang người để nhìn đời. Bà lo bà nhìn đời, bà không nhìn thấy tôi. Trời, cái chân tôi vậy mà nó phù hết trơn rồi nè. Bà bắt tôi đi, đi bình thường sao đi được. Ây da, đau chết luôn vậy. Ây da. Ủa sao gì làm gì lẹ mới đi. Mới biết sao tự nhiên nó phù cái chân nó sưng luôn là sao quá. Mới hôm qua ông nhậu ở ngoài đầu ngõ nè. Trời hai ốm, ông còn nói ông là đừng có là beo hùng mà phải là beo hùng. Ông là hùng dũng, ông dữ lắm rồi sao bữa nay trời xảy lai đi ông nổi ông nội. Sao kỳ vậy, sao sưng lẹ dữ hả? Ai biết đâu, cái này là chắc tôi phù là do bị gan nè. Trời đất ơi. Bởi vậy tôi nói thiệt, lỡ có chuyện gì bà nhớ nha. Hả? Nhớ lo cho tôi chu đáo nha. Chứ dạ, tôi không biết tôi qua nổi con răng này không. Bậy đi, bậy đi, bậy đi. Nói miệng ăn mắm muối nói bậy bạ không à. Ông nói bậy kia ông chết được, không nói gì. Mà ông nói ông không có chết rồi, ông sống ông sẽ lai đó rồi ông báo tôi. Rồi ông nói kia. Không hiểu không hiểu, thế giờ mới nhá chút xíu lòi ra liền thấy không, hiểu không? Bà trù cho tôi phải không? Bà trù tôi phải không? Không phải trù, cái thà cái mình bệnh đó rồi thà để mình chết đi, mình không chết. Mà mình nằm đó rồi mình báo vợ báo con, ý nói vậy thôi. Mày yên tâm đi, tôi không cần nhờ tới bà đâu. Tôi cũng mong nếu có chuyện gì tôi cũng đi trước à. Để vậy không? Tôi được hưởng, tôi ăn cơm của bà cũng. Thôi. Vợ chồng nói vẫn chơi giận gì. Nói nghe nè. Hả? Tôi bảo đảm. Sao? Ông không có bệnh gì hết trơn á, cái này là tà ma quỷ rồi nó nhập vô ông đó. Bị ông hay ông nhậu vô ông ăn nói bậy bạ ra rồi cái rồi ông bị quở quan đó. Rồi giờ về nha. Để tôi chạy đó, tôi đi lên xóm trên á. Nghe gì? Bà mà tôi ù á, bà nói có ông thầy cúng nào hay dữ lắm. Tôi lên tôi nó hỏi coi rồi về rồi cúng kiến cho ông để giải tà ma quỷ quái nó nhập ông á. Bà xíu lãng quá. Tại gì? Này tôi bị phụ này đâu phải là do tà ma quỷ quái nhập tôi đâu. Mà muốn thầy. Tôi nói ông bảo đảm là tà ma quỷ quái mà nhập ông không được có cãi tôi. Ở nhà coi chừng nhà đó đi rồi nằm đi. Rồi tôi đi kiếm thầy về tôi trị bệnh cho. Bởi vì tao nói nhậu nhẹt rồi ăn nói là bị tầm bạ cho nên nó bị vỡ rồi đó. Quỷ nó nhập ông, quỷ nó nhập ông, quỷ nó nhập ông. Trời ơi coi kìa. Nó rủ tôi xả tôi một hơi vậy. Tự nhiên rảnh ghê. Chừng ta bị phù vậy tự nhiên nói là tà ma thì đi kiếm thầy. Phải chi kiếm cho tôi chai rượu đỡ mới như. Rượu đâu rồi ta, nhắc mới nhớ. Thèm. Thôi kệ, làm gì làm. Cũng tại mà ba cái rượu ra cái chân mới vậy. Thôi kệ, làm cũng lết được tới nơi kiếm chai rượu mình mừng tiếp chứ. Ai da, ai da, rượu ơi, rượu là bạn ơi, ai da. Gia chủ ơi, ít sức kỳ cả. Sao trong điện thoại là giọng của nữ mà. Tại sao đây là một nam nhi nằm trình hình thấy gớm vậy nè. Anh nữ ơi, gia chủ ơi. Dạ, dạ. À, gia chủ hả? Ý, trời ơi, thầy tới rồi. Dạ, 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 thưa thầy mới tới. À, thầy bận lắm, thầy bận lắm, thầy rất là bận. Nhưng mà thầy nghe nữ có gia đình bối rối quá. Nhưng thầy tranh thủ đến ghé giúp cho nữ. Dạ đây. Dạ, sao nữ bị gì, nữ bị gì, bị gì? Dạ, không, dạ, không, dạ, dạ, không có, dạ, em có bệnh, dạ, dạ, chồng em đó, thầy. Đây hả? Thầy nhìn thấy đó. Mặt mũi phương phi đó nhưng mà tay chân vậy không biết cái bệnh gì nó sưng nó phù nó thủng lên nó trơn trọi. Em sợ quá thầy, người ta kêu đi bác sĩ mà em không đi bác sĩ. Em nghi là bị ma quỷ gì ám á. Thầy biết rồi, cái đó không phải là gì của má, đó là gì của thầy. Để thầy tìm ra bệnh thầy biết à, không cần má mách bảo đâu ha. Thầy cảm ơn thầy giúp giùm nha thầy. Em nói thiệt em bảo đảm cái này là không có phải là cái vấn đề mà phù thủng gì trơn rồi, mà cái vấn đề là cái vấn đề kia bằng ma quỷ gì nó nhập. Thầy à, cái này đó, cái đàn bình gì của má à, thầy chữa bình mà má nói nhiều hơn thầy đây à. Dạ, thôi đem khoan, má đứng đây để thầy kiểm tra rồi thầy má nói sơ qua cái đã. Dạ. Cái này người ta gọi là trong khoa người ta gọi là good morning teacher. Dạ, à, không phải không phải ta bệnh gút á, bệnh gút á phù lên. Nhưng với cho ánh mắt của thầy không phải vậy đâu, mà là con sâu rượu nó ăn sâu quá rồi. Đúng rồi, trời ơi, nhậu dữ lắm, thầy nói y chang vậy đó thầy. Con sâu rượu mà nó sâu quá mà không chữa đó, thì nó sẽ thành cho bệnh kỷ lục. À, không phải một kỷ lục, nó bị là lục phủ ngũ tạng, nó bị thúi hết. Trời ơi, vậy hết thầy. Trời ơi, bây giờ thầy làm ơn thầy giúp giùm chồng. Trời ơi, bây giờ nữ vô chuẩn bị nhang đèn này, đồ nhang qua đây. Dạ, có liền, dạ. Đây cũng cao số đó nha.
Chứ bệnh này á là nếu mà ba lần á là mua hồn chôn, chứ không có sống được. Ý cha, sao mình giống thánh quá vậy ta? Mình phán cái là dính, phán cái là dính. Ông nội say mềm cái này. Dạ, mình... dạ, thưa thầy, dạ đầy đủ. Em mua từ hồi sáng sớm rồi hết trơn á. Dạ, không có thiếu gì hết trơn. Dạ, đây là nhang nè, đèn nè, dạ, rồi cái cây rồi gà đồ nha, đủ hết trơn trời á. Ừ, nói dạ. Rõ ràng. Dạ. À, còn thiếu. Dạ, thiếu gì mẹ? À, nữ nhìn vô cây có thiếu cái gì không? Dạ không, đủ mà, có hai đèn cây nữa. Thiếu. Dạ, thiếu gì? Còn thiếu. Dạ, thiếu gì? À, phải có tiền quẻ rồi ở trên đó. Dạ, dạ. Dạ, đây. Dạ, thưa mẹ, dạ, nhiêu mẹ? À, tùy hỷ ha, nếu được dạ. Thì mau. Dạ, mới bán được mới lúa này. Rồi thôi, 1 triệu vậy thôi, đưa hết cho thầy vậy đó. Kể như là đầu tư cho thầy đó, thầy để cho thầy làm ăn đó. Nói gì? Ê, dạ, không dạ, phải. Dạ, kêu bằng đầu tư để lo cho bệnh chồng em vậy. Đầu, chứ không phải. Đầu tư lo bệnh chồng em thì để cho đó. Thầy đâu có ăn nhầm gì cái này đâu, đưa cho thầy để cho đó đi. Dạ, thầy. Để xuống. Dạ, tới đây. Ừ, để dưới, ăn để. À. Dạ, dằn, lấy cái hồng dằn lên, sợi gió bay. Cái này nhiêu đây? Dạ, thưa 1 triệu. Sợi gió bay, thôi cất chỗ này cho nó dễ nha. Dạ. Nó dễ, nếu nó bay không quá. Ăn để khó. Dạ, cho thầy cúng. Mẹ hỏi ba hồn chính vía. Ông nội tên gì? Dạ, cứ Bêm Hùng. À, này hỏi ba hồn chính vía Béo Hùm mà. Dạ, Béo Hùng mà, chứ không phải Hùm mà. Lộn, xin dạ. Lỗi. Béo Hùng. Hùng à. À, về đây ăn lễ vật cung đi rồi à, cởi Béo Hùm mà. Dạ, Hùng mà. Lần này đúng. Không bắt lỗi được, lần này là ăn xong mà cởi Béo Hùng, là Béo Hùng nó ăn thịt cái hồn nó dẫn đi, hiểu không? Ủa vậy à? Trả xác Béo Hùng lại cho bà, hiểu không? Mình dạ. Thọt vô nha. Dạ. Đăng ca cho nó ngon lành nha, ở đây mới là đại trạng hội. Dạ, sorry mẹ. Vậy ha, ca muốn thấy vô dây là muốn vô phải không? Dạ mẹ ca đi. Mẹ ơi, cõi trên, cõi giữa, cõi dưới, cõi sàng sàng. Thân chủ đây chưa tới ngày để mà sao về để nhập sớm quá vậy trời ơi, ở trong này quá nhiều rồi chích nước nó xì giả hỏi ca đi thầy, ca đi thầy, vô đi thầy, để 1, 2, 3 vô thầy, 2, 3 vô thầy. Dạ, vô đây thầy con nghe ta nói. Dạ thưa, dạ nói mà nói cái gì, 2, 3 giúp. Ủa thầy cúng với bà, cúng với bà hát hoài với bà. Hả? Không phải vì giọng mẹ ca hay quá, trời ơi nhìn mẹ hát trời ơi hay quá anh ra. Đừng có móc lò, đừng có lóc lò thầy, mẹ ca không có hay. Nhưng mà cái tinh thần thầy nó trong sạch. Thì thằng thánh nó còn về, thầy gọi thì thằng thánh về. Cái dáng quà ô trượt quá ha, thằng thánh bay đi hết, hiểu không? Người thôi đi vô trong đi để mình thầy hát thôi, hát rồi bà chọt vô nữa đâm hơi hết trơn à. Để em vô thầy. Dạ. Trời ơi, nhậu quên lấy đầu. Sao mà vô số mà chạy cầu chơi mà lên thiệt hả ta? Mờ. Hỏi ai đây? Ai thằng nào đây? Ai nhập đây? Hả? Cái thằng nào vô nhà tôi cúng bái gì vậy? Ủa thầy hỏi hồn này là của ai? Dạ. Hồn mà tao đập mày chứ hồn mà. Cái gì vậy? Ai đây, bà đâu rồi? Tại sao để cho cái thằng này vô đây cúng bái vậy? Trời ơi, thầy vô cúng là ông bị bệnh. Cúng hả? Mày bị bệnh hả? Mày cúng đồ mà đi hết không? Đập cúng đồ. Cái chết bây giờ nha. Nha. Từ đi chứ. Bà. Từ. Dạ có, dạ đây, dạ ra. Ây da, lộng quá. Trời ơi, ông mới trời ơi, ông thầy ông hay quá, trời ơi, ông khỏe rồi phải không? Ông đi ra cho tôi coi, ông hay. Hay gì? Tôi chọt vô mắt bà bây giờ, bà nghĩ sao bà rước cái thằng nó về nó cúng vậy? Hả? Bà tin bây giờ này cũng còn mê tín hả? Nó là gì? Bà nói nó là thần dược hả? Dạ thần dược. Nếu nó thần dược là nó đâu có phải làm thầy cúng, nó ở nhà nó trị bệnh rồi. Đâu cần phải tới đây chi? Tối ngày mê tín dị đoan không à? Thần dược cái gì? Bảy tầm bạc không à? Trời ơi, có lấy lại 1 triệu không? Triệu gì? Triệu khổ bà ghê vậy. Cái bệnh tôi là làm sao mà chị mà cái kiểu đó mà hết được. Nghĩa là bà mê ca không? Bữa nào muốn nguyên nàng hát ở đây, hát cho bà nghe. Tự nhiên bà nghĩ mà sao mà bước cái hàng cốc động nó về đây để nó cúng tầm bậy tầm ba vậy? Trời ơi, bà hại tôi rồi, bà hiểu không?
Trời ơi, tôi nói tôi là bị... Ây da, tôi chết rồi. Nhà bè nước chảy chia đôi, ai về gia đình Đồng Nai thì về. Sẽ hãy mỗi lần tới cái câu này là ho kỳ quá, không biết 10 lần như một mà ho không nổi, mà nó thích ho mới ghê. Thôi giờ ho không nổi, giờ mình ngâm thơ đi, ngâm thơ cho nó đỡ ho hơn. Để coi quang bốn mùa trời đêm thanh văn, lão tài ta chân đứng chân siêu, hỡi cô má thắm mỹ miều, cùng anh nhấp chén rượu nồng chúc chơi. Ngọt ngọt ngọt. Quán bốn mùa. Không lẽ mình đi lộn vô quán bốn mùa ông tài sao trời? Không lẽ nãy giờ chả ngâm nó he. Trời ơi, cho sủa gì kì, sủa dữ con. Ủa không lẽ có kẻ gian phi hả ta? Ai đó có ai ngoài trước quán không? Này nghe, chó tôi nó sủa ngộ lắm nghe. Hãy nó sủa 3 phút là nó ngưng. Mà nó ngưng là nó cắn nghe. Mà hãy nó cắn là chích 300 mấy chục mũi nghe. Cái nọc nó độc lắm á. Ai ở ngoài trước quán? Một là vô ăn, hai là đi chỗ khác, nữa là đi... Ai vậy? Dạ con. Ủa bà hả? Con, dạ chú, dạ con. Trời, bà núp cái cây rồi bà vô, tôi tưởng cái cây di động chứ. Vô đây. Ôi dạ. Ăn không? Có vô ăn không? Đi đâu đây? Vô đây. Mẹ ơi. Hả? Dạ. Anh Tài. Không nhìn em hả? Dạ bà béo rồi, bà béo rồi. Vợ của Hùng nè. Bà béo hả? Dạ. Làm gì núp núp nó ngoài chỗ, ngoài trước cửa quán tôi vậy? Núp núp đó làm gì? Định ám sát tôi phải không? Dạ nó có dạ. Làm sao dám ám sát một cái người mà kêu bằng đẹp trai, một cái người mà có tư cách, mà có cái uy tín ở trong dạ cái xóm này. Khen cái là hey, dạ. Đừng thấy cười mà coi thường nghe. Dạ. Bà ngồi xuống đây tôi nói chuyện với bà. Dạ. Bây giờ bà không có tính ám sát tôi. Dạ không. Không tính đốt quán tôi. Dạ không. Rồi cái áo rồi buộc đi làm gì? Cái tính cái áo này làm gì? Tẩm dạ. Xăng dạ. Tự thiêu hay làm dạ gì? Dạ không. Thôi nín đi. Đừng có khóc. Chồng em bị bệnh. Bệnh hả? Dạ không biết bệnh gì mà tao nó giò cắn, nó gì, nó sưng, nó trơn trọi à. Trời rồi cái người ta chỉ em đi thầy, đó trên kia kìa, có ông thầy kia ông hay dữ lắm. Cái em lên gặp ông, cái ông chỉ, ông nói là chồng em là bị tà ma gì, nó ám ảnh, nó nhập vô cho nó, nghĩa là mình bẫy nó vậy đó. Bây giờ chỉ cần lấy cái áo của ông, mình kiếm nhà ai đó, lỡ cái mình quăng đại vô mình đi, cái con ma tà nó vô nhà đó, nó không theo chồng nữa. Cái em qua đây, cái không biết sao. Đi lộn qua đây tính vô quăng áo đi đâu về vô gặp quán anh chị xin lỗi á tay để đi thấy ghê quá. Em kiếm nhà khác quăng thôi đi. Không có được làm vậy ác lắm hiểu không? Dạ. Ai mà thầy bà nào mà nói bài đặt mấy cái chuyện vậy, không lấy bệnh của nhà mình mà đem qua quăng cho bệnh người ta. Dạ đúng. Đừng có làm vậy. Dạ. Đưa ảnh lên bệnh viện của huyện đi rồi người ta khám người ta chữa trị cho. Tin ba cái thầy cúng đó không có tốt đâu nghe không? Dạ lên bệnh viện ông chịu đi. Thôi giờ về nè, đâu sao cái bệnh nó chỉ nói rõ triệu chứng cho tôi nghe coi. Dạ ông nhậu nào giờ nhậu vậy, nhậu dữ lắm. À nhậu. Dạ. Rồi sao? Cái bị bệnh gan. À. Rồi cái không biết sao cái thời gian đó rồi cái dự cái phát lên cái giò sưng bự lắm. Vậy hả? Người cũng mập cũng bự vậy nè. À. Mới đầu cái em tưởng đâu là lên kilo. Ờ. Rồi cái rốt cuộc không phải bị gì, nó mập không phải bình thường, nó kỳ lắm cái da thịt gì nè. Cái mình đè vô cái lủng xuống cái lấy tay ra cái thịt nó bung lên là nó bị thủng, bị thủng vậy đó anh. À vậy rồi đó cái hả? Em sợ quá. Sợ ơi, ông đi sớm bỏ em lại, em cô quanh mình buồn lắm anh. Thôi được rồi, chị nín đi. Để tôi tính coi có cách gì giúp chị không. Dạ. Thôi bây giờ, ăn đi. Dạ. Tôi có cái món ăn này có thể giúp được nè. Trời ơi hay để quá. Để coi cái bệnh này gan. Dạ. Đi tiểu lên, gắt. Tiểu gắt. Tấu đi tiểu gắt cái ngày. Đây này nè, bây giờ vậy nè. Dạ. Chị cá chép. Cá chép. Cần bì với đậu đỏ. Dạ. À, thấy không? Cái này về dạ. Nè, tôi chỉ đơn giản lắm, không dạ. Có gì khó dạ, đó. Dạ. Chị mua cá chép về ha. Dạ. Chị rửa cho sạch. Dạ. Rồi cái chị trộn 3 thứ, dạ. Có nghĩa là cá chép nè, cần bì với đậu đỏ. Dạ. Chị trộn lên. Cái chị trộn xong cái chị hầm. Chị hầm xong nó ha. Cái chị cho anh ăn. Cứ 3 lần vậy đó ở trong một tuần, thấy không? Khoảng 7 tuần là kể như hết cái tiêu phù. Trời ơi. Trời ơi hay quá anh. Ừ. Trời ơi ăn
mà trị bệnh được. Đi. Mà quá dễ dàng, quá dễ dàng. Nhớ rồi nè. Bù gì tiêu hết. Bảo quá hay, quá hay. Cái chép nè. Trăng bi nè. Trăng bi. Đậu đỏ nè. Đậu đỏ. Ba cái trộn lại nè. Trộn lại. Thấy lên nồi hâm nè. Hâm. Đó, ba tuần cho quất lần vậy đó. Trời ơi, gì ba tuần một lần. Tôi mới dặn rõ ràng rồi, ba lần một tuần. Thôi để tôi ghi. Để tôi ghi cho bà đi rồi bà về cái bà làm nghe không? Dạ. Ba lần từng. Trời ơi ăn mà trị được hết bệnh. Trời ơi công nhận hay dễ sợ phải biết chị qua quán rảnh sớm là khỏe ra rồi đâu có chuyện phải lo. Phải chi mà chị tới sớm chút xíu rồi khỏi lo rồi ha không? Dạ. Nè, tôi cho chị biết cái món cá chép mà nấu đậu đỏ này đó ha. Dạ. Chữa nhiều bệnh lắm nha không? Ờ. Là lợi niệu tiêu phù nè ha. Rồi cái là giải độc nữa nè. Nè, cái trứng cái vàng da này nha, rồi tiểu đường nè, rồi tiểu gắt nè ha. Hay quá. Công dụng như thật. Trời ơi, hay quá. Đó, tôi ghi nè, về làm y theo hướng dẫn của tôi. Rồi. Trời ơi, cảm ơn anh Tài anh Duy. Không có gì, giúp được gì giúp thôi. Nhà bè nước chảy chia đôi. Ai về gia đình Đồng Nai thì cái tới chỗ này là không có kỳ. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta đã được thư giãn với một tiểu phẩm rất vui phải không ạ? Và cũng được biết thêm món ăn mà chương trình giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay là món gì. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần tư vấn của hai vị khách mời trong chương trình để hiểu thêm về món ăn này. Xin được giới thiệu cùng quý vị bác sĩ Đào Thị Yến Thủy. Chào Thiết Tinh, xin kính chào quý vị khán giả. Và xin được giới thiệu cùng quý vị bác sĩ Phan Quốc Hưng. Chào Tuyết Vinh, chào bác sĩ Thủy. Xin kính chào quý vị khán giả. Dạ. Thưa hai bác sĩ, vừa rồi thì chúng ta cũng biết là tiểu phẩm này giới thiệu đến quý vị khán giả món cá chép nấu với đậu đỏ và trần bì. Thật ra thì khi mà mới nghe cái tên trần bì thì Tuyết Vinh cũng thấy thắc mắc. Nhưng mà sau khi theo dõi tiểu phẩm thì chắc là quý vị khán giả cũng được biết rồi, trần bì là một món rất là quen thuộc với mình, đó là vỏ quýt. Và không biết là về mặt đông y thì những thành phần trong món ăn này có những tác dụng như thế nào thưa bác sĩ Hưng? Thì trong cái món ăn này thì nó thành phần gồm có 3 thành phần. Thứ nhất là cá chép, đậu đỏ và trần bì. Thì cái cá chép là một cái món ăn nó cũng là dùng hàng ngày trong của người dân Việt Nam mình. Thì cá chép nó cũng nhiều tác dụng lắm. Thứ nhất là nó có cái vị ngọt, tính nó bình. Nó có tác dụng là bổ huyết, là bổ dưỡng tỳ vị. Cái thứ hai là có tác dụng là lợi tiểu, tiêu phù và giải độc nữa. Thì cái thịt cá chép ăn nó dùng rất tốt cho những cái người mà suy nhược cơ thể, người ốm lâu ngày, hay những cái trường hợp mà phụ nữ mà sao xanh á. Ngoài ra nó có tác dụng là tăng thông sữa nữa, những phụ nữ sao xanh dùng rất tốt. Rồi những cái người mà phụ nữ mà trong giai đoạn đang mang thai đó, dùng bồi dưỡng rất tốt. Đặc biệt là những người phụ nữ mà đang thai mang thai mà có triệu chứng phù á, thì mình dùng cái cá chép rất là tốt. Còn cái đậu đỏ thì theo đông y nó cũng có cái vị ngọt, tính bình. Nó có cái tác dụng là bổ dưỡng khí huyết, ha, bổ huyết rồi bổ tỳ vị. Ngoài ra nó cũng có tác dụng là lợi niệu tiêu phù, thì nó hỗ trợ cho cái cá chép. Còn trong cái món ăn này thì có những cái có thêm cái là trần bì. Thì trần bì là cái vỏ quýt á, người ta phơi ra, người ta phơi khô. Thì trần bì nó có tác dụng là nó có vị cay, tính ấm. Thì nó có tác dụng là ôn ấm tỳ vị. Ngoài ra là nó còn cầm nôn ói nè, cầm tiêu chảy. Ha, thì cũng dùng rất tốt cho những người mà ăn uống nó đầy bụng khó tiêu đó. Thì những cái người phụ nữ mà có trường hợp mà nôn ói, phụ nữ mà mang thai nôn ói thì dùng cái trần bì cũng rất tốt. Ngoài ra nó còn kích thích tiêu hóa, giúp ăn uống ngon miệng nữa. Thì nói chung món này dùng ăn rất là tốt cho những người mà suy nhược cơ thể, ha, phụ nữ mà đang mang thai hoặc là sau khi sanh. Dạ, vậy thì có lẽ đây cũng là một món ăn mà các đấng mày râu của chúng ta cần phải ghi nhớ để chăm sóc cho bà xã của mình. Thế còn những cái thành phần trong món ăn này mang đến cho chúng ta những giá trị dinh dưỡng gì thưa bác sĩ Thủy? Thì cái giá trị dinh dưỡng chính của món ăn này thì đến từ cá chép và đậu đỏ. Thì cá chép là một loại thực phẩm cung cấp dầu đạm, cung cấp chất đạm cho chúng ta, cung cấp các loại axit amin. Và bên cạnh đó thì chất béo của cá thì rất là tốt, rất nhiều cái axit béo là omega 3 và không có cholesterol, cho nên rất là lợi cho tim mạch. Rồi cái hàm lượng đạm của cái cá cũng rất là tốt. Bên cạnh đó thì thịt cá còn cung cấp cho chúng ta là canxi, phosphor, kali, chất sắt và những loại vitamin B, vitamin A, vân vân thì đều rất là cần thiết cho sức khỏe. Bên cạnh đó thì cái đậu đỏ thì đậu thì là thuộc nhóm là
cung cấp chất bột đường ha. Nó là một cái thực phẩm bột đường là nhiều và cung cấp những cái chất đường để cho tăng đường huyết, cung cấp năng lượng cho cơ hoạt động. Bên cạnh đó thì đậu đỏ còn được xếp vào cái nhóm đạm, tại vì cái lượng đạm trong đậu nó rất là cao. Ví dụ trong 100g thịt heo nạc thì có 20g đạm, nhưng mà 100g đậu đỏ vẫn chứa tới 20g đạm. Như vậy cái lượng đạm rất là cao. Hay như vậy là ăn đậu đỏ rất là tốt cho sức khỏe, tại vì nó cung cấp vừa bột đường vừa đạm, mà hàm lượng béo ở trong đậu đỏ thì lại rất thấp, và nó cũng không có cholesterol, tất nhiên là trong thực vật thì không có. Và bên cạnh đó thì đậu đỏ có rất nhiều cái vitamin nhóm B, và nó sẽ giúp hỗ trợ chuyển hóa những cái chất bột đường ở trong đậu, cho nên đây là một thực phẩm nó rất là toàn vẹn. Chất vỏ, cái vỏ của đậu đỏ nó sẽ có nhiều chất xơ và một số những cái chất cám trong cái lớp đó, thì nó nhiều vitamin cho nên là ăn rất tốt cho sức khỏe. Xin cảm ơn hai bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi. Và thưa quý vị, phần giao lưu cùng với hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay cũng đã khép lại quán bốn mùa của chúng ta kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.